người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mai từ nơi cùng trời cuối đất cho họ biết đây là ai, là rap hip hop từ trên bản làng. Đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Đây là người miền núi chất. Người anh sống trên bản, rock trên bản. Có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan niệm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất, chơi xả láng. Có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Ho ho, anh thả sáng. Giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Nó ơi, nó cho thấy người miền núi chất.